Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Chợ Miền Tây. Hôm nay thì mình chia sẻ tình hình của thành phố Sóc Trăng những ngày cuối năm trên các chợ phường như thế nào. Mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi video ngày hôm nay. Thì hiện nay mình đang có mặt trên đường Trần Nhân Hòa của thành phố Sóc Trăng để đi dọc ra cái dòng xây của ngã ba Cầu Xéo của thành phố Sóc Trăng, gửi đến quý cô chú anh chị về ngôi chợ Bà Triệu ngày hôm nay như thế nào trong những ngày cuối năm. Phía trước mình là cái đường Lê Vĩnh Hòa các bạn. Lê Vĩnh Hòa hay còn gọi là đường nhà thương lớn ngày xưa đó. Thì ở phía trước mình đây là cái chỗ nhà thờ lớn nè, cái chỗ đường Tô Đức Thắng đi quẹo vào đây về hướng Lâu Phú. Thì phía trước mình đây là cái đường Lê Vĩnh Hòa ngày nay. Trước thì mình hay gọi là đường Cầu Xéo đó các bạn. Thì từ đường Tô Đức Thắng đi vào vô này thì mình sẽ đến cái ngã ba trong này. Thì ở phía này cũng có cái dòng xây về cái nhà thương lớn, bệnh viện đa khoa cũ của thành phố Sóc Trăng đó các bạn. Đây. Đây hình ảnh mình đang đứng ở chỗ cái dòng xây ngã ba về cái bệnh viện đa khoa cũ của thành phố Sóc Trăng các bạn. Thì ngày nay bệnh viện đó bây giờ không còn nữa các bạn. Bây giờ người ta đã dời đi qua điểm khác. Hiện nay thì làm cái khu bệnh viện dã chiến cho người bệnh Covid các bạn. Còn phía trước mình là cái ngã ba Cầu Xéo nè. Thì các bạn đi lên quẹo đi là quẹo bên tay trái đó các bạn, đi về đường Long Phú. Còn đường này là đường Bà Triệu, thì mình chuẩn bị đi vào khu vực chợ Bà Triệu cho các bạn xem. Ở này mình thấy có đâu, mình ở bên ngoài mình thấy có đâu có bán trái cây hay là rau củ quả hay là thịt cá đồ này có nè các bạn. Rồi phía trước mình đây là những quán cà phê ngồi ở ngay góc đường của Bà Triệu với đường Phạm Hùng của thành phố Sóc Trăng. Các bạn nhìn thấy là trên đường Bà Triệu thì trong những ngày này thì do tình hình dịch bệnh nó diễn biến rất phức tạp, cho nên bà con mình cũng thường chú ý hơn và bảo vệ khi thực hiện tốt thông điệp 5K. Thì các bạn nhìn thấy là đoạn đường rất là vắng vẻ, bà con ra phía ngoài nha các bạn. Còn phía trước mình đó là một cái nhóm chợ nhỏ của phường, đó là chợ Bà Triệu ngày nay. Thì mình sẽ đi dọc ở đây cho các bạn xem tình hình những ngày cuối năm như thế nào. Thì hiện bên này thì cũng là 27-28 Tây các bạn. Thì còn 2-3 ngày nữa thì bước qua năm mới 2022 Tết dương lịch các bạn. Thì còn một tháng ngoài nữa là sẽ đến Tết Nguyên Đán của người Việt. Thì mình cũng xin chúc cho mọi người có nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, qua năm mới nhiều điều tốt lành hơn, đem lại nhiều may mắn hơn. Đây đã bán trái cây rau củ quả rất là nhiều các bạn. Để mình đi dọc cho các bạn xem nha. Đây các bạn nhìn thấy là hai bên người ta bán thì đồ ăn đồ uống ở này thì người ta cũng nhóm chợ các bạn. Thì chợ mình thấy thì cũng khá là vắng vẻ các bạn, người ta mua về thì rất là nhiều. Đây rau củ quả trái cây cá mắm gì có hết nha các bạn, người ta bán từng món món. Thử một chút. Những bà chị này rất là vui tính luôn, rất là giỡn, mặc dù ế thì ế nhưng mà mấy bà chị chủ tiểu thương này rất là vui tính. Đây chào đón, đây là lấy những cái nước máy ra để mà rửa rau cải các bạn. Đây chị này bán ra cua cá rất là nhiều ngon luôn nè. Còn đây là bờ kè của sông Cầu Quay nè các bạn. Thì bên kia chợ là chợ lớn, chợ rau cải đó các bạn, đường Lý Thường Kiệt. Đây, bây giờ nước nó hơi lên lên các bạn. Hiện bây giờ thì chỗ cầu quay hiện nay ấy, thì người ta đang mở mặt rộng mặt đường của cầu quay ra gấp đôi các bạn. Thì các bạn nhìn thấy nước bây giờ này nó đang lớn ở khu vực này. Đó phía trước mình là cái cầu đã được mà mở rộng mặt đường rồi đó các bạn, cho nên bây giờ trong những tháng qua thì nó rất là khó qua lại, hơi khó khăn, bây giờ hơi thoáng lại với các bạn. Còn đường này các bạn chạy thẳng ra là gặp hát quán cũ, hiện nay là siêu thị Palat Ánh Quang nha các bạn. Rồi bây giờ chợ miền Tây cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn một ngày mới vui vẻ, sức khỏe tràn đầy và nhớ thực hiện tốt thông điệp 5K để bảo vệ bản thân mình và bảo vệ cho cộng đồng. Xin mến chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video kế tiếp của chợ miền Tây. Nếu có hay hữu ích hãy đăng ký kênh, nhấn chuông để có nhiều video mới nhất của mình. Xin tạm biệt.